Những việc làm xấu xa của Taliban khiến người dân Afghanistan khiếp sợ. Kính chào quý khán giả, Thùy Dương rất vui được gặp lại quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến sự kiện thời sự đáng chú ý nhất hiện nay, đó là việc Taliban đã giành quyền kiểm soát Afghanistan. Sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan trong chớp nhoáng, cục diện chính trường bỗng chốc trở nên rối loạn. Hàng ngàn người Afghanistan đổ xô đến sân bay thủ đô Kabul, hy vọng có thể tháo chạy khỏi đất nước. Quân đội Hoa Kỳ cùng với hàng chục nước khác gấp rút di tản các công dân và nhân viên ngoại giao của mình khỏi đất nước Afghanistan. Mặc dù phiến quân Taliban tuyên bố trấn an dân chúng, rằng họ tiếp quản quyền lực trong hòa bình và muốn kết bạn với thế giới, nhưng vì sao người dân tại đây lại hoảng loạn đến như thế? Theo các chuyên gia, điều này có liên quan đến một quá khứ bạo ngược của Taliban và không có gì đảm bảo lời hứa hòa bình của họ. Hãy cùng Khỏe Tự Nhiên phân tích về chủ đề này quý vị nhé! Thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 8, phiến quân Taliban tuyên bố đã nắm được chính quyền ở Afghanistan và nói rằng chiến tranh đã kết thúc. Đây có thể nói là một trận chiến chớp nhoáng. Taliban chiếm lĩnh thành phố đầu tiên là Zarani vào ngày 6 tháng 8, nhưng chỉ 9 ngày sau đó đã xông được vào dinh tổng thống ở thủ đô Kabul. Còn tổng thống Ashraf Ghani đã bỏ trốn khỏi đất nước. Tốc độ này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Mới tuần trước, cơ quan tình báo của Hoa Kỳ còn tin rằng Kabul có thể cố thủ ít nhất là 3 tháng. Tổng thống Hoa Kỳ Biden vốn tự hào về kinh nghiệm xử lý các vấn đề ngoại giao của mình đã thốt lên hôm 16 tháng 8 rằng điều này đã diễn ra nhanh hơn chúng tôi dự đoán. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói với NBC vào hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 8 rằng một yếu tố cực kỳ quan trọng dẫn đến tình hình hiện nay là lực lượng của chính phủ Afghanistan không có khả năng bảo vệ đất nước của họ. Khi mô tả lực lượng của chính phủ Afghanistan, nhiều kênh truyền thông cũng sử dụng những từ như không chiến mà bại, đầu hàng khi chưa nổ súng. Thưa quý vị, trước tình thế thay đổi đột ngột này, Hoa Kỳ, Anh, Đức, Ý và các nước khác đã cấp tốc di tản các ngoại giao viên của họ. Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố vào tối Chủ nhật cho biết trong 48 giờ tới, tổng cộng 6.000 binh sĩ Hoa Kỳ sẽ đóng quân tại phi trường quốc tế Kabul để bảo vệ an ninh cho phi trường và hỗ trợ các nhân viên của Hoa Kỳ cùng đồng minh di tản an toàn. Bộ Quốc phòng cho biết có thể sẽ sắp xếp tái định cư cho 30.000 người dân Afghanistan nộp đơn xin thị thực để đến Hoa Kỳ. Hãng tin AP đưa tin vào hôm thứ Hai ngày 16 tháng 8 rằng Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận với Taliban. Cả hai bên đã đồng ý thiết lập một cơ chế loại bỏ xung đột, cho phép Hoa Kỳ tiếp tục di tản công dân tại phi trường Kabul mà không bị Taliban can thiệp. Ngoài ra, NATO cũng cho biết sẽ nỗ lực để đảm bảo hoạt động cho sân bay Kabul. Vâng, trước sự tấn công và giành quyền kiểm soát một cách chớp nhoáng của Taliban, có thể nói người dân Afghanistan vô cùng bất ngờ và phản ứng của họ mà chúng ta có thể thấy là dân chúng vô cùng hoảng sợ. Mọi người tìm cách tháo chạy, có người đã cố gắng leo lên phi cơ của quân sự Hoa Kỳ và rơi từ trên cao xuống. Dường như đối với người Afghanistan, việc Taliban trở lại nắm quyền sau 20 năm là chuyện vô cùng kinh khủng. Theo đài BBC của Anh, người dân ở thủ đô Kabul đã rơi vào hoảng loạn và đang cố gắng trốn khỏi Afghanistan. Mọi người đang đổ xô đến phi trường. Vì kẹt xe nên rất nhiều người thậm chí bỏ cả xe và chuyển sang đi bộ. Tờ The Wall Street Journal đã phỏng vấn một doanh nhân Afghanistan đang chờ xin hộ chiếu để rời đi. Anh ta cho biết, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Taliban sẽ quay trở lại một lần nữa. Mọi thứ rồi sẽ sụp đổ ngay thôi. Dưới sự kiểm soát của Taliban, tôi không còn hy vọng gì về tương lai của đất nước này. Vào tối ngày 15 tháng 8, Hoa Kỳ cùng với hơn 60 quốc gia bao gồm Úc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh, v.v. đã đưa ra một tuyên bố chung yêu cầu Taliban cho phép những người muốn rời khỏi Afghanistan, bao gồm cả công dân Afghanistan, được rời khỏi đất nước, đồng thời mở thông các con đường, phi trường và lối đi qua biên giới. Mặc dù nhiều quốc gia đã lên tiếng, nhưng người dân Afghanistan không hề tin tưởng vào Taliban, dòng người vẫn đang chạy trốn. Một đoạn video trên mạng cho thấy rất đông người dân địa phương đã tập trung tại phi trường Kabul vào ngày 16 tháng 8. Một số người đã chạy theo một chiếc phi cơ C-17 của Hoa Kỳ đang trượt trên đường băng và bám trên thân của nó, hy vọng có thể rời đi cùng. Một đoạn video khác cho thấy có hai người đã thực sự bám vào bộ phận hạ cánh của chiếc C-17 và bay lên không trung.
Nhưng ngay sau đó, hai chấm đen nhỏ đã rơi khỏi phi cơ và mọi người vội vàng chạy đến để kiểm tra tình huống. Kênh BNO News đưa tin có ít nhất 3 người đã tử vong do rơi từ trên phi cơ. Cùng ngày, Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết có 5 người đã thiệt mạng trong một vụ hỗn loạn ở phi trường Kabul. Hiện chưa rõ họ tử vong trong vụ dẫm đạp hay do bị bắn. Một quan chức Hoa Kỳ nói rằng quân đội Hoa Kỳ đã bắn cảnh cáo lên không trung để ngăn chặn những người cố gắng trèo lên phi cơ quân sự. Thưa quý vị, phát ngôn viên của Taliban vào hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 8 đã đưa ra một tuyên bố về việc chiếm đóng hòa bình, đảm bảo với tất cả các ngân hàng, doanh nghiệp, cửa hàng thu đổi ngoại tệ rằng họ sẽ được bảo vệ dưới sự cai trị của Taliban. Tuyên bố còn nêu rõ ràng rằng tất cả những người giàu và doanh nhân sẽ được bảo vệ, thậm chí cả những người chiến đấu chống lại Taliban trước đây cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm. Lời nói rõ đến mức như vậy rồi, tại sao người dân Afghanistan vẫn không tin? Nỗi sợ hãi của họ đến từ đâu? Điều này tất nhiên có liên quan mật thiết đến những việc làm trước đây của Taliban. Vâng, chúng ta biết rằng, trong thời gian từ năm 1996 đến năm 2001, khi Taliban thiết lập chính quyền ở Afghanistan, họ đã theo đuổi các hệ tư tưởng Hồi giáo cực đoan, đồng thời thực hiện và ủng hộ các biện pháp trừng phạt của hệ tư tưởng đó. Ví dụ, họ cắt cụt tay của người nào bị kết tội trộm cắp, yêu cầu đàn ông phải để râu và phụ nữ phải mặc burqa để che toàn bộ cơ thể. Truyền hình, âm nhạc và phim ảnh đều bị cấm. Con gái từ 10 tuổi trở lên không được phép đến trường. Taliban đã bị cáo buộc có rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền và văn hóa. Vụ việc nổi tiếng nhất là vào tháng 3 năm 2001. Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía cộng đồng quốc tế, họ đã đánh bom hai bức tượng Phật ở Bamiyan, miền trung Afghanistan. Cùng năm đó, dưới sự thống trị của Taliban, Osama Bin Laden và tổ chức Al-Qaeda của mình ở Afghanistan đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9 nhắm vào nước Mỹ. Thế giới bên ngoài tin rằng, lần này trở lại nắm quyền ở Afghanistan, Taliban gần như sẽ không thay đổi chính sách cai trị khủng bố của nó. Lời hứa hòa bình bằng miệng của Taliban có thể chỉ là một chiêu bài chính trị, mục đích là không xung đột quân sự với Hoa Kỳ để có một hoàn cảnh tương đối thoải mái. Lúc này ở trung tâm thủ đô Kabul, người ta đã bắt đầu xóa bỏ các quảng cáo và áp phích dành cho phụ nữ trong các thẩm mỹ viện vì họ sợ rằng lệnh cấm trước đây của Taliban sẽ quay trở lại, cấm chân dung người và cấm phụ nữ không đeo mạng che mặt ở những nơi công cộng. Thực tế, hôm 12 tháng 8, khi Taliban chưa chiếm được Kabul, Đại sứ quán Mỹ tại Kabul đã tuyên bố quan ngại sâu sắc về những vụ hành quyết của Taliban khi binh sĩ Afghanistan đầu hàng. Trước đó, kênh CNN cho biết đã thu thập và xác minh video Taliban hành quyết dã man 22 lính biệt kích Afghanistan khi họ cố gắng đầu hàng. Còn hôm thứ Tư ngày 18 tháng 8 mới đây, các tay súng của Taliban đã nã đạn vào một cuộc biểu tình ở miền đông Afghanistan và vụ dẫm đạp tại cổng vào sân bay Kabul khiến cho 17 người khác bị thương. Taliban đã thiết lập các trạm kiểm soát xung quanh phi trường và được cho là đã sử dụng vũ lực, bao gồm cả việc dùng roi đánh người dân. Bất chấp Hoa Kỳ đe dọa sẽ đáp trả bằng sức mạnh áp đảo nếu nhóm khủng bố can thiệp vào việc di tản. Trong cuộc họp báo đầu tiên của Taliban hôm 17 tháng 8 sau khi chiếm được Kabul, phát ngôn viên của Taliban, ông Zabukhalaf Mujahid, nói rằng họ đang làm việc để thành lập một chính phủ hòa hợp và nhằm duy trì mối giao bang hòa bình với các quốc gia khác. Ngoại giới tỏ vẻ không tin vào lời nói của nhóm khủng bố này. Tuy vậy, hiện tại không có ai có thể làm gì nhiều ngoài việc hy vọng Taliban lần này sẽ khác 20 năm trước. Lập trường của Trung Quốc và Nga đối với cuộc khủng hoảng ở Afghanistan gây chú ý. Thưa quý vị, rất nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đều đã phản ứng trước tình trạng hỗn loạn ở Afghanistan. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, vào hôm thứ Hai đã kêu gọi Hội đồng Bảo an sử dụng tất cả các công cụ dưới quyền để ngăn chặn mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu ở Afghanistan. Ông nói, chúng tôi đang nhận được những báo cáo ớn lạnh về những hành vi hạn chế nhân quyền nghiêm trọng trên khắp Afghanistan. Tôi đặc biệt lo ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng tăng đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan. Chúng ta không thể và không được bỏ rơi người dân Afghanistan. Liên minh Âu Châu vào hôm thứ Hai cho biết, Ngoại trưởng các quốc gia thành viên sẽ tổ chức một cuộc họp vào thứ Ba ngày 17 tháng 8 để tìm ra giải pháp nhanh chóng cho việc di chuyển nhân viên địa phương và gia đình của họ ở Afghanistan đến một nơi an toàn. Vào ngày 13 tháng 8, Canada cũng đã cam kết tiếp nhận 20.000 người dân tị nạn Afghanistan dễ bị tổn thương, chẳng hạn như các nữ lãnh đạo, các nhà hoạt động nhân quyền và nhà báo,
nhằm bảo vệ họ trước sự trả đũa của Taliban. Trong khi đó, thì thái độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga đã khiến thế giới bên ngoài chú ý. Trước hết, Trung Quốc và Nga không tham gia vào tuyên bố chung bên trên của hơn 60 quốc gia. Thứ hai, sau khi Taliban chiếm đóng Kabul, hai nước này không đóng cửa ngay các đại sứ quán ở địa phương như các nước khác, mà nói rằng hoạt động kinh doanh và ngoại giao của họ vẫn tiến hành như bình thường. Ngoài ra, đại sứ Nga tại Afghanistan, ông Dmitry Zinov, đã gặp đại diện của Taliban vào ngày 17 tháng 8 để thảo luận về các vấn đề an ninh trong đại sứ quán ở Kabul. Moscow nói rằng họ hy vọng sẽ phát triển quan hệ với Taliban, nhưng vẫn chưa lập tức thừa nhận tổ chức này là kẻ thống trị Afghanistan. Vào ngày 16 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục phát triển quan hệ láng giềng tốt, hữu nghị và hợp tác với Afghanistan, và còn muốn đóng vai trò xây dựng để tái thiết Afghanistan. Các kênh truyền thông của Trung Quốc bị chỉ trích khi minh oan cho Taliban. Không chỉ vậy, các cơ quan ngôn luận và các kênh truyền thông của Trung Quốc đã bắt đầu ra tay để minh oan cho Taliban. Vào chiều ngày 16 tháng 8, tài khoản Weibo chính thức của Nhân dân Nhật Báo, một kênh truyền thông của Trung Quốc, đã đăng một video minh oan cho Taliban do CCTV sản xuất với tiêu đề "Hiểu về Taliban trong 60 giây". Đồng thời, đính kèm một đoạn văn ngắn giới thiệu rằng Taliban có nghĩa là sinh viên trong tiếng Ba Tư. Các thành viên chủ yếu là sinh viên từ các trại tị nạn và ban đầu chỉ có hơn 800 người. Đoạn văn còn nói rằng sức mạnh của Taliban đã được mở rộng đáng kể nhờ sự hỗ trợ của những người nghèo ở Afghanistan. Sau sự kiện 11 tháng 9, chế độ này đã bị Hoa Kỳ lật đổ và cuộc chiến kéo dài 20 năm bắt đầu. Bài viết Taliban là tổ chức gì đã lọt vào danh sách tìm kiếm hàng đầu trên Weibo vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, kiểu tuyên truyền này chỉ dẫn đến sự phẫn nộ và chỉ trích từ phía cư dân mạng ở đại lục. Một cư dân mạng nói, "Tôi thực sự không hiểu ai là người tước đoạt quyền làm người của phụ nữ, ai bắt người và chặt đầu họ trên phố, ai được cả thế giới công nhận là tổ chức khủng bố, ai đã đánh bom hai bức tượng Phật ở Bamiyan. Chỉ cần là người đã xem người đua diều đều sẽ không cho rằng Taliban là người tốt." Cũng có người chất vấn, sao không nhắc tí gì đến chủ nghĩa khủng bố? Tán thành chế độ chống lại con người này thực sự chỉ có kênh của mấy người. Có người còn trực tiếp chỉ trích kênh truyền thông này, nói rằng kẻ thù của kẻ thù là bạn, ngu dốt. Trong vài ngày qua, các kênh truyền thông của Trung Quốc đã liên tục phê phán Hoa Kỳ và dẫn ví dụ bằng tình hình ở Afghanistan. Tờ Tân Hoa Xã cũng đăng một bài bình luận nói rằng sự sụp đổ của Kabul là hồi chuông báo tử cho sự suy tàn của chủ nghĩa bá quyền của Mỹ. Tuy nhiên, nếu Taliban kiểm soát Afghanistan, liệu có thực sự có lợi cho Trung Quốc hay không? Thế giới bên ngoài không nhìn nhận như vậy. Một học giả về quan hệ quốc tế sống ở đại lục nói với Đài Châu Á Tự Do rằng ông không nghĩ rằng Trung Quốc có khả năng giải quyết vấn đề Afghanistan. Ông Lý Phong, một học giả độc lập ở Bắc Kinh thì cho rằng vấn đề Afghanistan rất phức tạp và không đơn giản như thế giới bên ngoài nhìn thấy. Mặc dù Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị của Trung Quốc đã gặp các quan chức cấp cao của Taliban cách đây không lâu, nhưng các quan chức cấp cao của Taliban không phải một ngọn đèn hết dầu. Ông Lý Phong nói, khả năng Taliban trở mặt là rất cao, nó sẽ làm vậy khi đã có chỗ đứng, bởi vì lợi ích là bản chất của những chế độ này. Tạp chí Nikkei Asian Review chỉ ra rằng chính quyền Biden ban đầu là muốn tập trung vào chính quyền Trung Quốc và sự cạnh tranh giữa các cường quốc. Họ đã dành nhiều thời gian nghiên cứu cách kiềm chế Trung Quốc, nhưng hiện tại kế hoạch này có thể đã bị ảnh hưởng bởi vì họ buộc phải xử lý vấn đề ở Afghanistan. Vâng thưa quý vị, mối quan hệ giữa Taliban và Trung Quốc, Hoa Kỳ còn hứa hẹn nhiều kịch tính. Liệu Trung Quốc có sa vào đầm lầy trong mối quan hệ phức tạp này? Và phản ứng của chính quyền Biden liệu có cho thấy hình ảnh và vị thế của nước Mỹ dưới thời Biden hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi thêm. Thưa quý vị và các bạn, nội dung của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Thùy Dương xin chào và hẹn gặp lại.